Tôi nghĩ rằng tôi cần phải nhấn một trong những cái nút này. Chọn cái nào đây? Trời ạ. Thôi được rồi, tôi sẽ chọn màu đỏ. Tôi hy vọng họ sẽ không thả bất cứ điều gì nặng nề lên tớ. Đừng lo lắng Quentin, nó sẽ hoàn toàn vô hại. Bạn sẽ được giấy vệ sinh. Nó mềm mại và âu yếm. Chờ một chút, tớ đang lấy hết tất cả các cuộn. Đấy, được rồi. Bây giờ có thể bắt đầu. Hy vọng bạn sẽ thích nó. Tớ đã cố gắng chọn từng cuộn đặc biệt cho bạn. Cái gì vậy? Wow, nhiều giấy vệ sinh quá. Tại sao lại tớ? Trong những trường hợp đây không phải lựa chọn tồi tệ nhất có thể. Ồ, tớ nghĩ ra rồi. Tớ sẽ thành xác ướp. Tớ nghĩ sẽ rất vui. Có vẻ như Quentin hài lòng. Có thể đi đến Lily. Tớ là xác ướp sống lại. Có người lạ trong hệ thống. Cần phải loại bỏ. Bật chế độ mắt laser. Bạn đang làm gì vậy? Đây là tớ Quentin. Trời ạ. Giấy đang cháy. Ôi không. Một đám cháy có thể bắt đầu ở đây. Ôi, hình như kết thúc rồi. Người lạ bị loại bỏ. Đến người chơi thứ hai. Năng lượng đã hết. Năng lượng đã hết. Đã hiểu, cần phải sạc pin. Bây giờ chúng ta sẽ phải đợi một chút. Thôi nào, bắt đầu nhá. Tớ sẽ kết nối dây. Đấy, vậy là xong. Tuyệt vời, kết nối sạc vậy. Tớ nghĩ tớ nên chọn một cái nút. Tớ đang nghiêng về màu vàng. Nhưng mà bấm nó vào thật là đáng sợ. Nào Lily, cố gắng lên. Ê, không có chuyện gì xảy ra. Pin sắp đầy rồi. Còn một tí nữa thôi. Đấy, xong. Tớ cần đến người chơi thứ hai. Lily, tớ đang trên đường. Có một điều gì đó thú vị đang chờ bạn. Ê, có ai nhờ tớ không? Tớ đang mệt mỏi lắm rồi. Còn bao lâu nữa? Chẳng có chuyện gì xảy ra mà. Ồ, bạn có một mong muốn được chơi. Tớ tự hào về bạn Lily. Bạn sẽ nhận được nhiều phần nước biển với rong biển cùng một lúc. Gì vậy? Tại sao lại ướt thế này? Tớ có định đi tắm đâu. Bạn bấm bao nhiêu lần, bạn sẽ nhận được từng đấy nước. Trời ơi, tớ chết đuối sớm thôi. Ở đây có rất nhiều nước. Thả tớ ra. Ôi, cuối cùng tớ cũng có thể thở. Thở tớ tốt làm sao. Tớ không nên nấn nút nhiều như vậy. Hãy nhận lấy đi. Bạn sẽ cần nó. Wow, tớ cảm thấy như đang ở dưới đáy biển vậy. Có cái gì đó hay ở đây. Cần phải chờ đợi cho cạn nước thôi vậy. Ồ, có cả cá nữa nè. Thật là tuyệt vời. Đã đến lúc bắt đầu vòng thứ hai. Tớ sẽ không lặp lại sai lầm của mình một lần nữa. Tớ sẽ nhấn nút một lần thôi. Ôi không, đó là một tai nạn. Lily đã đưa ra lựa chọn. Bạn chắc chắn sẽ thích chiếc bánh pizza này. Pizza. Tuyệt quá, tớ đã không sai. Tớ rất vui vì may mắn đã mỉm cười với tớ. Trời ạ, thật là tuyệt vời. Tớ đề nghị thêm một ít phô mai. Nó sẽ không bao giờ thừa trên bánh pizza. Lily, bắt cái này. Cái này cũng dành cho bạn. Bạn hãy bổ sung sức mạnh của mình đi nhé. Phô mai. Không thể nào. Tớ thực sự rất là may mắn. Nữa vào, đừng dừng lại. Ôi thật là tuyệt. Ôi, pizza ngon hơn với phô mai. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì ngon hơn. Ôi, tớ đang đói quá rồi. Tớ nghĩ tớ sẽ cho thêm phô mai vào đây. Tớ sẽ nhặt hết những gì ở dưới đất. Ôi, thật là đẹp. Cái gì vậy? Không giống phô mai một chút nào. Ôi không, đây là chuột. Đây là chuột sống. Ra khỏi đây. Kỳ lạ, tiếng ồn này từ đâu vậy? Cứu tớ, cứu tớ. Ồ, chuột bay. Thật là tuyệt vời. Đừng lo Lily. Tớ bắt nó đây rồi. Cố lên, hạ cánh nào. Tớ sẽ không để bạn bị thương đâu. Bạn sẽ không chiếc dù nữa. Bạn thật là dễ thương và đáng yêu. Chạy đến với Lily đi. Tớ chắc chắn rằng bạn ấy đang nhớ rồi. Còn tớ sẽ đến chỗ Quentin. Ồ, đến lượt tớ rồi sao? Tớ vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Thôi được rồi, nút xanh lá cây này vậy. Giả như có điều gì đó tốt đẹp. Xin chúc mừng, bà đã lựa chọn đúng.
màu xanh đã không làm bạn thất vọng. Bạn sẽ nhận được một xô kẹo cao su. Tớ sẽ tự nhai chúng, nhưng tớ không thể, đó là quy tắc. Ui, có một cái gì đó màu hồng. Wow, kẹo cao su. Ui, tớ không nên lo lắng như vậy, đây là điều may mắn. Ui, thật là nhiều kẹo cao su. Tớ có thể bơi trong chúng, nhưng tốt hơn hết, tớ sẽ ăn chúng. Ôi, tớ sẽ thổi bong bóng thì sao? Wow, trông thật là tuyệt vời. Nhìn nó bay đi này. Tớ cần thêm nữa. Tớ sẽ làm bữa tiệc khinh khí cầu. Tớ chắc chắn rằng sẽ rất là vui. Thêm nữa nào. Ồ, nhiều bóng thật đấy. Tớ không mong đợi điều này từ chính mình. Bóng bay. Có vẻ như Quentin đã quyết định thổi tất cả kiểu cao su của mình. Xin chào. Hãy tham gia bữa tiệc khinh khí cầu của tớ đi. Hình như anh ta đang cố gắng trốn thoát phải không? Ôi không, đó là cách hoạt động không tốt. Tớ bật chế độ laser. Ôi không, điều gì đang xảy ra với quả bóng của tớ rồi? Trời ạ. Tớ rất vui mừng bạn đã trở lại. Tớ và Lily đang cảm thấy rất nhớ cậu. Ôi, thật tuyệt khi tớ bị trong ngực như vậy. Như này sẽ không đẹp đâu. Tớ sẽ giúp bạn. Xin chúc mừng bạn đã trở về nhà. Chúng tớ rất vui khi chúng ta ở bên nhau. Ôi đầu của tớ. Thế giới dường như đảo lộn. Mọi thứ đang bay trước mắt tớ. Còn đây là vòng mới. Tớ hy vọng bạn đã hoàn toàn nắm vững quy tắc của trò chơi. Ồ đúng vậy. Tớ đã đưa ra lựa chọn của mình. Làm tốt lắm. Thật là nhanh. Bây giờ trò chơi đã nhanh hơn rồi. Quentin, tớ có tin tốt, bạn sẽ nhận được bánh rán. Chúc bạn ngon miệng nhé. Cái gì vậy? Bánh rán? Không thể nào. Trời ạ, có nhiều thật đấy. Ôi, tuyệt thật đấy. Tớ có đủ để làm tất cả mọi thứ. Ngon quá. Nhưng chiếc bánh rán này sạc cho tớ năng lượng. Tớ muốn di chuyển, hát nhảy. Nhưng mà cần phải ăn hết đã. Ôi không, tớ nghẹn. Ôi, cứu tớ, tớ không thở được. Không đủ không khí. Cần phải bỏ nó ngay lập tức. Quentin, bạn có biết cách ăn gọn gàng hơn không? Trời ạ, không nên trả lại tôi miếng này. À thôi, tớ sẽ ăn thôi. Còn tớ đây, Lily, đến lượt bạn. Lần này tớ sẽ chỉ tay lên trời. Hóa ra nó không dễ dàng một chút nào. Ôi, được rồi. Hãy xem sẽ có gì nhá. Bạn kém quyết tâm hơn Quentin. Nhưng tớ vẫn khen ngợi bạn. Thật tệ là lần này bạn không gặp được nhiều may mắn. Tớ chắc chắn rằng bạn sẽ không muốn bị bao phủ bởi keo dính đâu. Nhưng tớ không thể làm được gì. Đây là cái gì đấy? Bạn đang đổ gì lên tớ vậy? Trời ơi, đây là keo sao? Ôi không. Trời ơi, thật là kinh tởm. Nhấp nháp làm sao? Chờ đã, không còn nhiều nữa đâu. Ôi không, tay của tớ bị dán vào bản thân rồi. Giúp tớ với, tớ không thể di chuyển được. Ôi, tớ vô tình ấn nhầm nút rồi. Trời ơi, đừng. Tớ không cần bất cứ thứ gì khác. Wow, Lily rất háo hức. Thật là bất ngờ, nhưng rất đáng khen ngợi. Lily, lấp lánh xinh đẹp đang chờ đợi bạn. Bạn sẽ rất thích nó. Ôi, không phải trong lúc này. Nó sẽ dính vào người tớ. Dừng lại, đủ rồi. Tớ không cần bất cứ thứ gì nữa. Trời ơi, tớ giống như cây thông Noel vậy. Tớ nghĩ nó thực sự rất phù hợp với bạn. Bạn lấp lánh và lung linh. Thật là tuyệt vời. Trông giống như quả bóng disco vậy. Ồ, bữa tiệc tuyệt quá. Tớ đã bật loa hết cỡ. Hãy lắc lư sàn nhảy này. Ồ, thật tuyệt vời. Mọi người đều nhảy. Lặp lại sau tớ đi. Bạn sẽ làm được thôi. Đấy, xong rồi. Thêm nữa nào. Hãy thêm nào. Sang phải, sang trái. Tuyệt. Thử thách sớm kết thúc. Và tớ vẫn sợ hãi khi đưa ra lựa chọn. Bấm vào đâu bây giờ? Tớ còn không biết nữa. Thôi được rồi, hãy để nút màu xanh đi. Trời ạ, có gì vậy? Lily, bạn thật thiếu quyết đoán. Thật không may mắn lần này. Nó chính đáng. Tớ sẽ không thể làm hài lòng bạn. Ôi, hôi thật đấy. Tớ nghẹt thở mất. Ngay cả mắt tớ cũng chảy nước. Tớ phải khẩn cấp làm điều gì đó.
Tớ sẽ đóng cái lỗ này vào. May mà tớ có nút chai. Như này tuyệt hơn rất nhiều. Cá hôi đặc biệt cho Lily. Lạ thật đấy, nút chai ở đâu vậy? Tớ không hiểu gì cả. Cần phải bỏ ra thôi. Đầu tớ đau quá. Đấy, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Lily, cá của bạn đây. Nhìn xem có bao nhiêu này. Ôi không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại ném cá này vào đây? Tớ không muốn đâu, tớ không cần. Trời ơi, điều này thật là kinh tởm. Tớ cần mặt nạ phòng độc. Chúc ngon miệng. Ồ, còn một con cá nữa này. Đi tới Lily đi. Trời ơi, tớ sẽ không bao giờ thoát khỏi điều này. Cần phải nhắm vào mục tiêu. Tuyệt. Ôi không, không. Trời ạ, nó rơi ngay vào trong áo tớ. Tớ không thể bỏ ra được. Trời ơi, không có gì bỏ được. Tớ sẽ không làm phiền bạn Lily. Quentin chán rồi, đến lúc phải thăm bạn ấy. Ôi, đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn rồi. Tại sao lại khó khăn như vậy? Ôi, một nút thật là thú vị. Chắc phải có điều gì đó bất thường đằng sau nó. Bạn đoán đúng Quentin. Nhưng trước khi nhận được những gì bạn đã chọn, tốt hơn hết bạn hãy đội chiếc mũ bảo hiểm. Mũ? Lạ thật đấy. Tớ không thích nó, nhưng mà tớ phải bảo vệ đầy đủ thôi. Đấy, thế này tuyệt vời rồi. Chúng ta có thể bắt đầu. Nhưng chiếc bánh quy đường này được gửi đến hộp của bạn. Chúng rất ngon, nhưng hơi cứng. Cái gì vậy? Giống như viên gạch đang rơi xuống đầu tớ vậy. Tuy nhiên thật tốt là tớ có mũ bảo hiểm. Ồ, bánh quy đường này có một cái và một chiếc kim. Tớ không hiểu có chuyện gì. Điều đó có nghĩa là bạn phải cắt cookie trong 30 giây. Thời gian bắt đầu. Ôi, tại sao tớ lại nhấn nút này? Tớ sẽ không thành công và tớ sẽ thua. Cần phải cố gắng nhiều. Cái kim ngu ngốc. Tớ sẽ cố gắng cắn nó. Chắc như này có vẻ nhanh hơn. Cố lên Quenty, cố lên. Ôi không, tớ làm vỡ nó rồi. Điều gì sẽ xảy ra với tớ bây giờ? Đừng lo lắng, tớ đã thấy rằng bạn rất cố gắng. Nhưng điều này sẽ không giúp được bạn. Ôi không. Trời ơi, thật là một cơn ác mộng. Tớ ướt hết rồi. Tại sao lại đổ cái này? Lỗi của chính bạn. Bạn không nên thua. Bây giờ hết rồi. Lần này là một chiếc áo phông thời trang. Wow, tớ cũng muốn một cái. Bắt đầu thôi. Ờ, không vẽ được. Khó quá. Tớ có một ý tưởng. Hãy cố định tấm vải bằng băng dính. Mệt mỏi, thời tiết hôm nay thật là nóng. Đặt bút chì sang một bên. Ôi, cái gì thế này? Ôi, trang điểm của tớ. Chuyện gì vậy? À, bạn trang điểm bằng bức tranh sao? Tuyệt vời. Monica đã chiến thắng. Thật đẹp. Không hợp với bạn ấy một chút nào. Đợi đã. Sản xuất ở Trung Quốc. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Chúng tôi sẽ chờ hàng từ Ý về. Lần này là điều gì sẽ xảy ra? Andy đã hứa chuẩn bị mọi thứ chúng mình đều thích. Tớ đây. Wow. Wow. Tuyệt quá. iPhone hoàn toàn mới. Bắt đầu thôi. Nhưng vẽ bằng cái gì? Cái gì cũng được. Được rồi. Tớ sẽ thử vẽ bằng ngón tay của tớ. Tớ cũng thế. Thật bất ngờ. Hóa ra rất tốt. Giải thưởng chắc chắn là của mình.
Tớ sẽ thắng. iPhone, đợi tớ. Tớ chưa bao giờ cố gắng như vậy. Còn các bạn gái thì sao? Được, hiểu rồi. Ôi, bạn có thể nhấc giùm tớ được cái này không? Tay tớ bị bẩn. Tất nhiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa. Sao vậy Suzy? Tớ thề tớ không chạm vào. Bức vẽ đã bị hỏng rồi. Nhưng còn có Kate. Ô, đằng kia có gì kia? Nhìn kia. Ô. Tớ không vẽ gì cả. Hết giờ rồi. Trình bày bức tranh nào. Lạ thật. Đây bình thường. Có vẻ như ai đó đã làm hỏng bức vẽ các bạn gái. Chúng ta cần phải điều tra. Nào, kiểm tra dấu vân tay các bạn. Không phải của tớ. Vậy đó. Hợp với bạn hơn đấy. Bạn bị bắt rồi nhá. Xấu hổ chưa? Nhưng ai sẽ nhận giải? Kate. Không, Monica. Wow, cảm ơn bạn. Đây là một chiếc iPhone sao? Cùng nhãn hiệu với áo phông trước của bạn phải không? Andy. Tớ đây. Thú vị thật. Nếu mọi người đã sẵn sàng thì hãy bắt đầu. Tớ sẽ giúp các bạn một chút. Cổ vũ nào. Ôi, cái gì vậy? Bây giờ là Monica. Và Suzy. Không. Trang điểm của tớ. Hết giờ. Các bạn đã làm những gì? Không, không hẳn. Suzy giống lắm. Suzy là người chiến thắng. Vâng. Bây giờ tớ sẽ bắn nước vào ai đó. Chính xác. Lấy của tớ nữa đi này. Andy, hãy đợi đấy. Không không, tớ là người thuyết trình mà. Đối với người thuyết trình, tớ sẽ cho nhiều hơn. Bạn đi đâu vậy Andy? Vòng mới các bạn. Giải thưởng tuyệt quá. Thật là siêu. Màu vàng của tớ. Không, của mình. Không, của tớ. Bút chì của tớ. Ồ vậy. Đúng. Được rồi. Ôi, Duy Thuyền, biệt thự, đồ trang sức. Chẳng bao lâu nữa tất cả là của tớ. Dừng lại. Suzy. Trời ơi, mình lại đang mơ. Nào. Đây là người chiến thắng. Monica. Giải thưởng của bạn. Bạn có thể lấy nó. Chà, mình sẽ mua bất cứ thứ gì mình muốn.
Xin chào các bạn, bạn có thể em đi đâu không? Tớ là nhân viên ngân hàng và trên thẻ này có một khoản nợ rất lớn. Do đó, tớ phải chịu tịch thu tất cả mọi thứ. Trời ơi. Vâng, bút chì và cái này nữa. Và cái này nữa. Làm ơn đừng lấy bút chì. Và bông tai của các bạn nữa. Ôi, Andy. Và của bạn nữa. Ôi. Kate. Trời ơi, yêu thích của tớ. Được rồi. Đợi một chút. Vẫn chưa phải là tất cả. Thẻ sử dụng sẽ bị hủy. Đó là một giải thưởng mà. Có phàn nàn gì sẽ hỏi anh đi. Tạm biệt. Ôi, may mà anh ấy không tìm thấy tớ. Trời ơi, mình bị bỏ lỡ cái chú thuyền rồi. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật cậu. Chúc mừng sinh nhật bạn. Hoan hô. Làm tốt lắm Suzy. Ngồi đi, chúng ta sẽ ăn bánh cùng nhau. Nhìn ảnh này. Ôi, Andy có một khuôn mặt thật ngộ nghĩnh. Xem tớ kìa. Vui quá. Suzy. Andy đang trốn kìa. Vâng, tớ sợ anh ấy sẽ tìm ra tớ mà. Và mọi người đang mỉm cười. Vâng, tất nhiên là tớ mà. Ảnh rất đẹp và đáng yêu. Nhưng món quà thật tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của tớ. Món ăn đầu tiên đâu rồi? Wow, kiểu cao su to thế này sao? Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái gì to như thế này. Ôi, mình có hương vị khác nhau. Mình rất thích. Vị kiểu cao su thật là tuyệt vời. Nhai nhanh lên được không? Mình sắp ngủ bây giờ. Mình sẽ nghỉ một chút. Bây giờ từ từ đã. Được rồi, vậy thì đến lượt mình. Ôi không, trong này toàn đầy ớt. Thật là kinh khủng. Cay quá. Tôi thấy cậu biết chơi vui thế nào. Ôi, đây, của cậu đây. Cảm ơn không. Ôi, kẹo cao su. Ôi, may quá xử lý được rồi. Chắc đây không phải là kẹo cao su. Ôi, xin lỗi nhá. Vòng mới, thử thách mới. Tớ được vị cola. Còn tớ được một chiếc bánh pizza. Ôi, vừa từ lò ra vậy. Bỏ tay ra đi. Thôi được rồi, mình sẽ nhai cậu cao su vậy. Không biết liệu nó có phát nổ nếu tớ cho một ít Mentos vào không. Monica muốn thử không? Cảm ơn. Ôi, Coca và Mentos luôn tạo ra một bùng nổ lớn. Wow, mấy kẹo cao su. Tớ cũng có, nhưng đầy sô-cô-la. Thật là tốt, có rất nhiều đồng xu. Wow, thật là nhiều. Trông thật là ngon vậy. Của mình cũng có ví này. Nhưng nó lại trống rỗng. Thật là buồn. Không sao, tớ có cách rồi. Cậu làm gì vậy? Đây là của mình mà. Bây giờ thì không rồi.
đã đổi nó với kẹo cao su rồi. Thật là không công bằng. Trong thử thách cái gì cũng được mà. Ôi, tớ đang bay. Bye bye Monica. Cậu xứng đáng như thế đó. Nhìn thấy không? Cả một hộp kem đầy. Còn tớ thì lại được kẹo cao su. Tớ sẽ bắt đầu trước, không thì nó sẽ tan hết mất. Chuyện này rất là hợp. Ôi, lạnh quá. Cậu bị làm sao vậy Suzy? Chờ tớ một chút, tớ sẽ giúp cậu. Ôi không, kem của tớ tan rồi. Mặc dù tớ chắc chắn rằng nó vẫn ngon. Trông như một milkshake phải không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ làm nóng kẹo cao su của mình? Wow. Ôi, đó là điều sai lầm. Trông thật là không ngon. Nhiều màu đẹp quá. Thật là tuyệt. Xem trong này có gì nào. Có vẻ như cả hai chúng mình đều có thứ gì đó ngọt. Muốn làm thử thách này thú vị hơn không? Ok. Được rồi, bắt đầu nào. Không biết kẹo cao su của mình bị làm sao. Khó thổi bóng quá. Ôi, bây giờ đến lúc thi đấu rồi. Bây giờ mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Cậu cũng không được làm thế. Buồn rồi, tớ đã làm rồi. Kẹo cao su trong ống thật là thú vị. Điều đó tốt hơn là kem đánh răng đấy. Cậu không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì Monica. Hãy học cách yêu thương những điều nhỏ bé đi, giống như tớ này. Mở miệng ra, tớ sẽ cho cậu một ít phần của tớ. Cảm ơn. Bây giờ, giúp tớ đi. Không, điều đó quá dễ dàng. Người thay thế trên sân. Cậu làm gì vậy Monica? Bây giờ cậu sẽ rất thơm. Cậu muốn chơi thế sao? Được rồi, bây giờ tớ sẽ làm cho cậu rất sạch. Ôi, mình xin lỗi, mình hơi quá. Cả một thác kẹo cao su. Thật là tuyệt vời. Không đẹp hơn của tớ đâu. Bắt đầu đi Suzy. Yeah. Okay. Được rồi. Có vẻ như không bao giờ tớ sẽ nói không với kẹo cao su dâu tây. Chỉ cần nhìn vào nó đi. Và hương vị nằm ngoài thế giới này. Bây giờ tớ cũng muốn thử. Ôi, cậu làm hỏng rồi. Bây giờ cậu sẽ phải trả giá. Dừng lại, đừng làm thế. Cậu tự đòi đấy. Trời ơi, cậu quá đà rồi đấy. Nhưng Kit Kat của tớ sẽ khiến tớ cảm thấy tốt hơn. Ôi, bánh donut này dễ thương quá. Ôi, còn nhiều thứ nữa. Trông giống như cái nút vậy. May quá, của tớ là kẹo cao su. Chúng nó rất hợp với bánh rán của tớ. Cậu chỉ may mắn thôi. Còn cậu thì không. Đừng có ghen tị nhá. Đừng vội. Thêm một ít nút của cậu vào đã. Ôi được rồi. Hài lòng chưa? Ôi thật là khó nhai. Ôi, tớ không cố ý làm như vậy đâu. Nhưng cũng không hối hận đâu. Mình hình như nhận được đĩa nhỏ nhất. Nhưng mình đoán đó là điều tốt nhất.
Nó nhỏ quá, nhưng mà mình không hiểu sao vẫn sợ. Thật là một cơn ác mộng. Cay quá. Trời ơi, thật là tốt mình đã có nước ở gần đây. Bạn biết đấy, mình có cảm giác rằng phần của mình sẽ không tốt hơn đâu. Chỉ có một điều tốt, quả ớt này thực sự rất hợp với trang phục của mình. Ồ, mình đã tìm ra một cách làm cho nó bớt cay. Mình chỉ cần mật ong. Rất rất nhiều mật ong. Tuyệt. Tại sao mình lại không nghĩ đến điều đó nhờ? Chà, ấn tượng đầu tiên rất là tốt. Nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được vị cay. Đừng lo lắng, vẫn còn nước mà. Cảm ơn Jess. Bạn có một kỹ năng chữa cháy thật là tốt. Mình đoán mình là người duy nhất còn lại. Ôi, to quá. Mình không mong đợi điều này. Mình sẽ không ăn nó đâu. Bạn không có lựa chọn nào khác. Thôi được rồi, bạn thuyết phục được mình. Mình hy vọng mình sẽ không bị cháy. Nhưng mình... Ôi không, chúng mình sắp hết nước rồi. Thật tốt, chúng mình có một bình chữa cháy ở đây. Mình chưa bao giờ hạnh phúc khi được bao phủ bởi bọt. Cảm ơn các bạn gái. Lần này mình muốn đi trước. Một Kit Kat, nó không đến nỗi tệ, nhưng mà sao bé quá. Bạn có thể nhìn thấy qua kính lúp thôi. Được rồi, mình sẽ thử vậy. Ngon và buồn, đó là một sự kết hợp ngu ngốc. Điều đó có nghĩa là mình sẽ có một Kit Kat lớn hơn. Wow, có rất nhiều trong đó. Như này, bạn cần học cách chia sẻ. Không, mình không nghĩ vậy đâu. Bạn ăn của bạn đi. Nó rất ngon. Một thanh không đủ. Có vẻ như bạn thực sự thích sô-cô-la của mình. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không thấy khi mình trộm một vài cái. Emma, mình nhìn thấy bạn đang làm gì đó. Bạn không có bằng chứng mà. Và nó thực sự rất là đáng. Ồ, tất cả các thanh kẹo của mình đi đâu rồi? Bạn cần phải cẩn thận hơn. Xin lỗi Betty, mình không thể ngăn được cậu ấy lại. Trời ơi, mình chẳng nhận được gì cả. Kẻ thua cuộc. Không thể được. Đây, Kit Kat đây mà. Ôi, nó lớn quá. Mình biết may mắn sẽ đứng về phía mình mà. Mình sẽ cầm một cái cưa để cắt ngang qua cái này. Xong rồi. Cuối cùng mình có thể thử nó. Và cả hai nửa đều ngon như nhau. Thật tệ, nó hết nhanh quá. Bạn thực sự nên ăn kiêng đây Jess. Có vẻ như mình là người đầu tiên. Hot dog. Điều đó có ích đấy, mình đang rất đói. Tốt hơn là không nên bắt. Ôi, ngon quá, nhưng còn thiếu thứ gì đó. Kết thúc. Thử lại nào. Tốt hơn rất nhiều rồi đấy. Ý kiến hay đấy. Mình ước mình cũng có thể có hot dog. Chà, nó lớn quá. Trông thật là ngon. Emma đã đúng, nó rất là ngon, nhưng muốn thêm một ít tương cà. Ôi, nó dính khắp mặt mình rồi. Phải cẩn thận hơn chứ.
Mình sẽ cố gắng hết sức để học hỏi từ những sai lầm của bạn. Wow, nó là một hot dog rất lớn. Wow. Tim mình sẽ dừng lại với ghen tị mất. Bạn nói nó tốt hơn với sốt cà chua. Vậy thì mình sẽ thêm một ít nữa. Phải cắt nó ra một nửa để dễ ăn hơn. Mùi thơm quá. Quá hấp dẫn. Quá tốt để trở thành sự thật. Mình sẽ thêm một ít Tabasco vào hot dog của bạn. Ý tưởng hay đấy. Hãy xem cô ấy sẽ nói gì về điều này. Chà, nó khá là bất thường. Ý mình là cũng không tệ. Mặc dù muốn thử một ít không Jess? Ừ, mình sẽ thử. Ôi, nó cay quá. Đúng đấy, bạn không nên cho Tabasco lên đó. Cuối cùng đấy là mình bắt đầu. Có vẻ hơi đáng sợ. Mắt này có thể sử dụng như một quả bóng ping pong. Hoặc bạn chỉ có thể ăn nó. Vui vẻ và ngon miệng. Bây giờ đến lượt mình. Wow, một loạt các mắt gummy tất cả cùng một lúc. Tất cả đều rất là ngon. Ôi, Jess làm mình mất hết cả ngon. Xin lỗi em à, mình lỡ quá đà. Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Ôi, bạn có một đôi mắt mở ra cùng một lúc kìa. Cảm ơn trời, tất cả đã qua rồi. Mong là điều này sẽ không xảy ra với mình. Ôi, mắt to quá. Nó còn rất là nặng nữa chứ. Emma, đừng dọa chúng mình nữa. Xin lỗi, mình không thể cưỡng lại. Ôi không, răng của mình bị kẹt rồi. Mình sẽ giúp bạn gỡ nó ra. Ôi, mình đang ngã. Mình lại làm hại chính mình rồi. Ôi, điều này không tốt lắm. Mình lại là người đầu tiên, hoan hô. Bông cải xanh. Ôi, thật là mất niềm vui. Mình không muốn ăn nó. Tại sao? Mình thậm chí còn không thể tưởng tượng được nó kinh đến mức nào. Mình sẽ phải trải qua điều tương tự. Ôi không, nó thậm chí còn tệ hơn mình tưởng. Phải có cách thoát ra khỏi cái này chứ. Mình hiểu rồi. Thật là đẹp. Này Betty, cái này dành cho bạn. Thật là dễ thương, cảm ơn. Nhưng đợi tí, đây là bông cải xanh mà. Trả lại quà tặng không lịch sự đâu. Ôi, mình sợ nghĩ về những gì sắp tới. Ôi trời ơi, mình không biết rau có thể to như thế này. Chúc mình may mắn đi. Cái này chắc chắn sẽ có ích cho bạn. Nó thực sự không tệ. Mình thậm chí còn bắt đầu thích nó. Jess, có vẻ như bạn đang biến thành bông cải xanh đấy. Bạn của chúng mình là bông cải xanh rồi. Buồn cười quá. Mình muốn một cái gì đó tốt ngay bây giờ. Sô-cô-la nên làm thủ thuật. Ôi, hình dạng hoàn hảo. Wow. Không tệ, mừng cho bạn. Cảm ơn em má. Bây giờ đến lượt mình. Wow, giống như một vòng hạt sô-cô-la vậy. Nó đang kêu gọi mình. Thậm chí đừng nghĩ về điều đó, Jess. Đó là kẹo của mình. Nó rất ngon, mà mình không thể dừng lại chỉ với một.
đến lượt bạn em à. Trống rỗng, làm sao có thể được? Thực sự không có gì sao? Nhìn lên đi em à. Wow, cả một lon kẹo. Nó giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Đó là món quà từ trên cao. Mình luôn mơ ước một cơn mưa kẹo. Hạnh phúc là trông như thế này này. Các cô gái, mình sẽ bắt đầu. Chanh chua. Mình nên giữ nắp ở trên này. Hay để mình cắt lát nhỏ. Mình sẽ chịu đựng nhiều hơn so với ăn toàn bộ. Ôi, thật là chua. Mình thậm chí còn không thể nhìn vào được. Chết, sự may mắn hơn mình. Mình có tận 3 quả chanh. Mình biết làm thế nào để thoát khỏi chuyện này. Thổi những chàng trai xấu lên nào. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Mình điên. Mình không sợ bất cứ điều gì cả. Và những quả chanh này thậm chí còn không tệ. Nhiều nước. Wow, mình đã làm được nó. Oh wow, mình chưa bao giờ nhìn thấy bạn như thế này. Chà, có vẻ như mình là người duy nhất còn lại. Trời ơi, chanh này có thể kết thúc thế giới đói đấy. Nhưng bạn sẽ phải ăn chúng thôi. Mình biết cách làm điều này như nào rồi. Xem vào hỏi đi các cô gái. Mình sẽ làm một loại nước ép tuyệt vời. Chỉ cần thêm đủ đường. Bật máy xay và chờ. Vâng, đây. Bây giờ có thể thử. Trông thật là tuyệt vời. Đây là thao tác hoàn tiện. Một ít đá và ống hút đẹp nữa. À, và gần như quên, mũ yêu thích của mình nữa. Trông giống như bạn đang nghỉ mát ở khu nghỉ dưỡng vậy. Tuyệt quá. Chúng ta sẽ làm gì trong vòng đầu tiên đây? Mọi thứ rất là đơn giản. Con đang đói nên con muốn ăn một chiếc bánh sandwich ngọt. Dễ dàng. Sẽ được thực hiện. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được. Nhân tiện, về trẻ em, ai cũng thích đồ ngọt. Vì vậy, Suzy đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Là một chiếc bánh sandwich ngọt, ví dụ như là với Nutella. Còn bây giờ thì mình chỉ cần cái máy là nướng này thôi. Ôi trời ạ, tôi làm bẩn hết cả rồi. Ôi, tớ sẽ không làm được gì đâu. Bà ơi, bà đang làm gì vậy? Ôi, phương pháp cổ xưa là gì? Có lò nướng bánh mì mà. Không sao, không ai nướng bánh mì như bà đâu. Bây giờ đã đến lúc cho bơ đậu phộng rồi. Và thêm một chút mứt của bà cũng không hại gì đâu. Ôi, thật là đáng yêu, mình đã làm được rồi. Ôi, tại sao lại có mùi cháy vậy? Suzy, trời ạ, có robot của con. Ôi, đây là máy nướng bánh mì. Ôi, không có chuyện gì, mình biết làm gì rồi. Ôi, không. Trời ạ, hình như là nó không được ngon rồi. Ôi, các bạn đang làm gì vậy? Các bạn không biết làm nào để làm một bánh mì nướng thực sự sao? Để làm điều này, cần một ít phô mai và một ít cái này nữa. Tất nhiên là thuốc nhuộm màu sáng. Ta-da! Nhìn nó đẹp làm sao? Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bây giờ bánh mì nướng cần phải được nướng. Nhưng mà làm nó trong chảo thật là nhàm chán và không thanh lịch chút nào. Nên là mình đi đây. Ôi ôi, nó đi đâu đấy?
Ôi, phải làm một cách sáng tạo. Cần phải đến một nơi rất là... Ôi, và nướng nó ở trên củi. Sẵn sàng. Jess, bây giờ đến lúc phải chọn người chiến thắng. Nào, hãy bắt đầu vào chiếc bánh sandwich đầu tiên. Ôi, nhìn nó trông đẹp hơn những thứ còn lại. Ồ, oh, wow. Ôi, phô mai chảy ra tuyệt quá. Rất là ngon. Hãy xem tiếp theo là gì nhá. Ôi, còn đây là cái gì vậy? Trời ơi, thật là ghê tởm. Thôi được rồi, mình sẽ thử cắn một miếng vậy. Ôi, thật là ghê tởm. Ôi trời ạ, à, than thì có ý. Còn cái sandwich này, mùi rất là thơm ngon. Và nhìn nó ngon hơn rất nhiều với cả cái kia. Ôi, đúng rồi, nó ngon thật đấy. Ôi, để cái này thắng nhá. Ôi, bà cảm ơn Jess. Bà biết là bà yêu con mà. Bây giờ thì mình muốn ăn bánh pancake thật là ngon. Ôi, bánh pancake là sở trường của bà. Thậm chí đừng có mong đánh bại được bà. Không ai có thể làm bánh pancake tốt hơn bà đâu. Đến lúc phải nhào bột rồi. Bà nghĩ cháu không làm được bột sao? Quá là dễ dàng. Ôi, chỉ cần đổ hết tất cả vào đĩa thôi mà. Đấy, mình đã nói là dễ rồi mà. Ôi, trông rất là tuyệt vời. À, cần phải trộn lên sao? Nhưng mà tại sao phải căng thẳng vậy? Có một cái máy trộn mà. Ồ, làm việc đấy. Nào, thử nhá. Ôi không, trời ơi, tôi không nghĩ nó lại nhanh vậy. Ôi, bây giờ tôi phải kéo nó ra khỏi như thế nào? Ôi nào, trời ạ, cái máy rửa hơi này nữa. Số gì, con đã làm mọi thứ rất là bẩn. Còn bây giờ bà chỉ cần nướng bánh lên là xong. Hãy nhìn xem nó đẹp làm sao. Ôi, và mùi quá là tuyệt vời. Ôi, nhưng bánh pancake của bà đã xong rồi. Bây giờ chỉ cần thêm bơ lên trên. Bây giờ chỉ cần lắc nó lên. Và ôi xin lỗi, làm bẩn bà rồi. Hãy xe vào hỏi bánh kếp thực sự nên làm như thế nào. Đừng có quên về ngoại hình nữa nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái rất là tuyệt vời. Bạn biết là ai không? Ta-da! Trong vài giây, mình đã làm được một bản sao hoàn chỉnh của Kishimishi. Nhưng mà chỉ ăn được thôi. Ôi, mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng một cái gì đó đã sẵn sàng. Ví dụ như bánh mì vậy. Như này, mình không cần cái vỏ đâu. Tôi nghĩ là rất là tuyệt vời đấy. Và ở trên, mình sẽ thêm kem đánh vào. Sẵn sàng rồi. Yes, đến lúc phải chọn rồi. Oh, đây là chiếc bánh kếp có hình đầu Kishimishi. Ôi, nhìn nó tuyệt thật đấy. Và nhân tiện là nó rất là ngon đấy. Còn đây là cái gì nữa? Giống như bánh mì trắng thông thường. Ồ, đúng vậy. Không, đây chắc chắn không phải là bánh pancake. Mình đã hỏi pancake mà. Còn cái này thì trông thật là tuyệt vời. Ôi, mùi thơm quá. Ôi, đúng rồi. Trời ạ, à, đây là những gì mình muốn. Không có gì ngon hơn mà mình đã thử. Cái gì? Lại là bà thắng sao? Ôi trời ạ, à, mình đi đây. Ôi, đã thua cuộc. Ôi, lần này mình muốn có một món spaghetti thật là ngon. Spaghetti, tớ nghĩ tớ sẽ làm được. Bà và đầu bếp đang trên con đường khó khăn đấy. Còn mình sẽ làm mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Tại sao phải làm bất cứ điều gì nếu trong cửa hàng có mì làm sẵn? Cái này còn có sốt sẵn luôn đây này. Và thêm cả gia vị nữa. Chỉ cần đổ nước vào và đợi thôi. Thơm thật đấy.
Ôi, cái này không ngon đâu. Còn spaghetti với cả xúc xích, nó thực sự rất là ngon. Ngon và rất là sáng tạo. Ôi, mình sẽ đợi cho mọi thứ sẵn sàng và đặt nó lên trên đĩa. Ôi, cái gì mà sáng tạo, quá là chán. Phải làm spaghetti nhiều màu thì mới là sáng tạo. Bây giờ mình sẽ làm spaghetti tất cả tự làm và mình sẽ có cái cán đây này. Hãy nhìn xem nó tuyệt vời làm sao. Và chỉ cần nấu chúng lên thôi. Và tất nhiên là đừng quên nước sốt nữa nhá. Jess, chọn đi. Nhưng mà hãy nhìn xem của tớ tuyệt vời như nào. Ôi, đừng buồn, vẫn là sạch. Hãy thử nào, mình sẽ thử món này. Spaghetti như vậy tớ gọi là săn săn. Vị giống như mì tôm bình thường. Mình chờ đợi cái ngon hơn. Còn spaghetti này trông có vẻ ngon hơn này. Thử nào. Ôi, đây là cái vấn đề khác rồi. Còn món thứ ba. Wow, một ý tưởng thật là sáng tạo. Ôi, thật là vui. Ôi, tớ rất là yêu xúc xích. Ba spaghetti này là ngon nhất này. Ôi, bà lại đùa sao? Tớ mệt mỏi vì điều này lắm rồi. Ôi, bà lại thắng rồi. Lần này mình muốn đồ gì đó ngọt. Ví dụ như một chiếc bánh kẹp kích thật là ngon. Không vấn đề. Sẽ được thực hiện. Bánh, làm nào bây giờ? Bà dạy cháu được không? Ôi, mình có một chiếc đánh máy điện đây này. Nó sẽ giúp tớ nhào bột bằng bánh. Sẽ dễ chịu hơn nhiều khi làm mọi thứ với nó. Và nhanh hơn. Ôi, chúng ta sẽ cho tất cả mọi thứ vào và ngoáy lên. Ôi, mình rất thích cái bánh này. Thật là tuyệt vời. Mình sẽ đổ hết ra. Và đừng quên cả màu mè nữa nhá. Ôi, chỉ cần một chút thôi. Bây giờ, nhờ cái khuôn này, mình sẽ có một chiếc form và mình sẽ cho nó vào trong lò. Ôi, chắc chắn mình sẽ thắng rồi. Ôi, cái gì nữa? Không, bà sẽ làm một chiếc bánh kẹp kích ngon nhất. Ôi, ai cũng thích dâu tây và việt quất. Và mình chắc chắn sẽ cho thêm một ít sô-cô-la. Còn bây giờ chỉ cần đợi cho nó sẵn sàng thôi. Hãy nhìn xem đẹp làm sao. Oh wow, không thể tin được. Bây giờ chỉ cần làm đẹp thôi. Và ở trên kem đánh. Ôi, mình cần nghĩ ra một cái gì đó. Đúng rồi, tại sao lại không dùng những cái bánh quy này chứ nhỏ? Mình sẽ đổ đầy siro caramel vào và lắc nó lên. Và từ cái này sẽ có một chiếc bánh nướng nhỏ đặc biệt. Như vậy này. Theo tớ là cũng không quá tệ đúng không? Ôi, bây giờ sẽ thử nào. Chúng ta sẽ thử tìm xem nhá. Ồ, đẹp quá. Ôi, ngay cả bên trong nó cũng có màu này. Ôi, tớ thực sự rất là thích đấy. Thêm tiếp này nhá. Ôi, một chiếc bánh thật là to. Ôi, và ở trên có kem ngon yêu thích của mình. Ôi, không thể nào mà cắn được. Nó hơi khô và cứng. Còn cái này là cái gì nữa đây? Trời ạ, nhìn không ngon chút nào. Ôi, vị thật là ghê tởm. Rõ ràng người chiến thắng là những chiếc bánh nướng nhỏ và sáng màu và ngon. Ôi, cuối cùng tôi biết tôi có thể đánh bại được bà mà. Đây, dành cho bà.
Mình rất nóng lòng muốn tìm hiểu xem cái gì dưới nắp của mình. Chà, một bình chữa cháy nhỏ ngọt ngào. Mình phải tìm hiểu xem nó có vị gì. Wow, nó thực sự rất ngon. Mình rất muốn thêm. Rất là ít. Nhưng nếu mình liếm cả bàn tay của mình. Trời ơi. Wow. Đã đến lượt bạn rồi đó em à. Bạn nói gì cũng được. Wow, mình cũng có ý như thế. Mình hy vọng của mình cũng rất ngon. Bạn bắn trượt mất mồm bạn rồi. Bạn nói đúng. Nhưng mình vẫn nếm thử được. Mình nghĩ chúng ta nên thử và hợp tác với nhau. Mở to ra và mình sẽ xịt vào miệng bạn. Mặc dù có thể không phải những gì bạn mong đợi. Bữa tiệc bọt này vẫn đang diễn ra. Bạn có thể giải thích tại sao mình lại bao phủ với bọt không? Mình không biết. Thật là kỳ lạ. Hãy cùng nhau mở lần này đi. Wow. Wow, hot dog. Nhưng bằng cách nào nó của mình là màu xanh, còn của bạn màu đỏ. Mình đề nghị chúng ta cùng ăn thôi. Nhưng trước tiên phải thêm sốt đã. Mình muốn thêm nhiều sốt cà chua. Đây là món hot dog hoàn hảo. Và mình vẫn còn rất nhiều tương cà. Mình sẽ ăn cả nó. Bây giờ thì chắc chắn là hết rồi. Không có ý kiến gì. Bây giờ mình sẽ thử nước sốt màu xanh lam của mình. Nó thực sự làm mình lo lắng, nhưng không thể lùi bước, mình phải thử nó thôi. Chắc chắn trông rất kỳ lạ phải không? Mình đã lo lắng vì không có gì, rất là ngon. Ôi trời ơi, Emma, nhìn bạn đi. Mình hoàn toàn hạnh phúc. Và hoàn toàn màu xanh ra trời, ôi không. Mình đang tưởng tượng hay đây là một nhà vệ sinh. Không thực sự hấp dẫn. Nó chứa đầy thứ gì đó. Mình phải xem kỹ hơn. Hiểu rồi, đó là kẹo nổ. Và bây giờ mình sẽ nhúng kẹo mút vào đó. Ôi, thật là một cảm giác thú vị trên lưỡi của mình. Thật là may mắn cho mình. Mình có tận 2 cái kẹo mút để sử dụng. Mình sẽ nhúng gấp đôi. Mình thấy bạn khá thích nó đấy. Bạn có thể nói về điều đó. Và ngay khi mình bắt đầu ăn thì lại hết rồi. Vậy thì mình sẽ bắt đầu. Đúng như mình nghĩ. Mình có một nhà vệ sinh màu xanh. Mary, tại sao bạn lại xả nó? Bạn đã loại bỏ tất cả mọi thứ bên trong, bây giờ nó trống rỗng rồi. Thôi, mình có thể khắc phục sự cố này. Và trả thù. Bạn hãy dành thời gian này để nghĩ về hành vi của mình đi. Và mình sẽ thưởng thức kẹo của mình với kẹo của bạn. Và nó thực sự rất là ngon. Thực sự là không thể dừng được. Ôi, mình có những dải kẹo dài. Wow, bạn thật may mắn. Mình tự hỏi chúng có hương vị gì nhỉ? Thật là kinh ngạc. Và thực sự chúng làm mình nhớ đến dùi trống theo một cách nào đó. Cố lên Mary. Thật là tuyệt vời. Bravo, bạn là nhất.
Ôi, cảm ơn, không cần thiết đâu. Tốt hơn là chuyển sang món ăn của bạn đi. Ok. Đúng như mình mong đợi, mình đã có giải màu xanh lam. Yeah, yeah. Mình không nghi ngờ rằng chúng rất ngon. Thật là ngon, đây là vòng tốt nhất. Cái gì vậy? Em à, nhìn đĩa của bạn đi. Trời ơi, nó còn sống. Đó là một cơn ác mộng. Mình không thể tin vào mắt mình. Mình có dâu tây tươi ở đây. Ôi, thật là tuyệt vời. Trông chín hoàn toàn. Và còn có mùi thần thánh nữa. Mình khá ghen tị với bạn đấy. Mình đã có kế hoạch trong đầu. Bây giờ dâu tây của mình là những lát và mặt nạ đã được làm ra. Bây giờ mình có thể thư giãn và ăn nhẹ cùng một lúc. Yes, yes, yes. Làm tốt lắm. Mình hy vọng cũng có dâu tây. Và điều ước của mình đã trở thành sự thật rồi. Nhưng những gì mình nghĩ là mình phải tự pha cho mình một ly sinh tố berry từ những người đẹp này. Mình có thể lấy máy sinh tố không? Quăng tất cả dâu tây vào bên trong và đậy nắp vào. Và bây giờ sẽ bật lên. Xong rồi, một ly cocktail màu xanh lam. Mà phải đồng ý, món này rất đẹp. Mình không nói nên lời, thật là kinh ngạc. Tất cả những gì còn lại là phải thử nó. Có thể bạn chưa bao giờ thử chúng trước đây, nhưng hãy để mình thử nó cho bạn biết nhé. Dâu tây xanh rất là tuyệt vời. Thật sao? Vậy có lẽ chúng ta nên làm nó nóng hơn một chút nhỉ? Hãy xem bạn sẽ nghĩ gì về điều này. Trời ơi, gia vị đó là gì vậy? Cứu, cay quá. Mình không biết gì cả. Lần này mình sẽ đi đầu tiên. Hoa hồng xanh, chúng thật là đẹp. Và có thể ăn được. Mình chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây. Thật là tuyệt. Mình gần như cảm thấy tồi tệ khi ăn chúng, nhưng điều đó không ngăn cản mình. Ôi, đường. Mình có thể thử một cái được không? Tất nhiên là không rồi. Được rồi, mình sẽ xem mình có gì. Hoa hồng đỏ thật, thật là hoàn hảo. Ôi, mình cũng muốn có một bó hoa. Xin lỗi, nhưng đây là của mình. Bạn đang làm gì vậy, Mary? Mình đang chăm sóc cho những bông hoa của mình để chúng luôn tươi, đẹp và lâu. Mình sẽ tiếp tục và lấy một chiếc riêng cho mình. Bỏ tay ra. Ok, mình hiểu rồi. Mình sẽ không thử lại lần nữa. Thôi, mình sẽ không làm nữa đâu. Tốt hơn rồi đấy. Kẹo gel. Mình cũng có. Tất nhiên là màu đỏ. Mình cá là nó có vị anh đào. Thử xem nào. Wow, hãy xem những chiếc thìa của chúng mình đi. Mình cũng rất thích nó. Và gel đi cùng với chúng sẽ là một cách hoàn hảo. Nó chảy ra rất đẹp. Mình không muốn dừng lại. Emma, mình không thể ngăn mình lại được. Bạn lại làm hỏng mọi thứ rồi. Mình không biết, mình chỉ ăn trộm một chút thôi mà. Còn bây giờ mình sẽ thử gieo anh đào của mình. Mặc dù vậy, mình không nghĩ rằng mình thực sự cần thìa. Mình sẽ để dành nó cuối cùng. Mary, mình có một đề nghị mà bạn không thể từ chối. Bà có muốn kết thúc gieo của mình không?
Mình rất thích. Mình cũng đang nghĩ vậy. Nhưng những gì mình chia sẻ không giống như mình đã hứa. Bạn thật là tốt em à. Cảm ơn. Ôi, nhưng đây không phải là gel. Mình nghĩ bạn sẽ thích nó mà. Nào, cùng với nhau nhé. Kẹo dẻo. Wow. Bạn nói đúng đấy. Mình đã sẵn sàng là người đầu tiên tìm hiểu. Chỉ cần xem có bao nhiêu và có cả gel cả đường nữa. Trước tiên, phải bỏ bọc ra. Tốt hơn rồi đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Mình không biết gel có mùi vị gì nhỉ. Nhưng mình thực sự rất thích nó. Nó gợi cho mình nhớ đến một điều gì đó. Có lẽ keo. Để xem bạn có bóc được kẹo ra khỏi đĩa không. Ôi, tại sao lại lãng phí thời gian vào việc cố gắng tìm ra khi mình có thể tiếp tục ăn kẹo. Nó đi cùng nhau một cách hoàn hảo. Bây giờ là phần tiếp theo. Ôi, nó bị mắc kẹt rồi. Chắc chắn là vậy. Ôi, thật là không may mắn. Bạn đứng sau việc này phải không? Mình đáng ra phải biết rồi. Ôi, đừng phàn nàn nữa. Bạn sẽ làm hỏng khẩu vị của mình. Và mình cũng rất muốn thử combo ngọt ngào này. Gel màu đỏ và kẹo dẻo đỏ. Không có vấn đề gì. Bây giờ mình sẽ trả thù bạn thôi. Đây là một cục đất sét nhỏ cho bạn đấy, Mary. Ngon đến mức mút ngón tay. Mình sẽ ăn từng miếng một. Chờ đã, có điều gì đó không ổn ở đây. Đây không phải là kẹo. Thật sao, Mary? Bây giờ mình thực sự rất giận.